Những diễn biến mới nhất về chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Người dân nổi dậy chống chính phủ thân Nga, dân Slovakia quyên góp tiền mua đạn dược cho Ukraine. Nga phát tín hiệu đưa thành phố lớn thứ hai Ukraine vào tầm ngắm. Tình báo Anh hé lộ vụ Ukraine bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. hé lộ danh sách vũ khí khủng, Mỹ sắp chuyển Ukraine với giá trị hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Himas sang phản căn cứ đầu não Nga ở Bắc Mút, sĩ quan cấp cao cùng hàng chục lính của trung đoàn dù 331 thiệt mạng. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Người dân nổi dậy chống chính phủ thân Nga, dân Slovakia quyên góp tiền mua đạn dược cho Ukraine. Vâng, thưa quý vị thân mến, sau khi chính quyền thân Nga của Slovakia chặn viện trợ quân sự cho Ukraine, người dân Slovakia đã nổi dậy. Các công dân của nước này trong tuần này đã quyên góp được khoảng 2 triệu euro để cung cấp đạn pháo cho Kiev. Hãng thông tấn Reuters đưa tin về điều này. Hiện nay sau 2 năm chiến tranh toàn diện, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Để giúp Kiev trong vấn đề này, Cộng hòa Séc đã đề xuất kế hoạch mua hàng trăm ngàn viên đạn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Khoảng 15 quốc gia đồng minh tham gia sáng kiến này, ngoài trừ Slovakia, và điều này đã khiến cho người dân Slovakia phẫn nộ. Nhà báo 99 tuổi Otto Simko, một người sống sót sau thảm họa Holocaust, đã trở thành một trong những người lãnh đạo chiến dịch gây quỹ mua đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc vận động rất thành công, có thể thu được khoảng 2 triệu euro trong thời gian rất ngắn. Khi tôi nghe về sáng kiến của Cộng hòa Séc, tôi rất vui vì đã tìm ra mọi cách để giúp Ukraine tự vệ khỏi kẻ xâm lược, bởi vì không có con đường nào khác để kết thúc cuộc chiến này, tình nguyện viên Simco nói. Chính phủ trước đây của Slovakia đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên vào năm 2023, khi Thủ tướng Phi Cầu Thân Nga lên nắm quyền, viện trợ quân sự đã bị dừng lại. Thủ tướng lặp lại những luận điểm tuyên truyền của Điện Kremlin, kêu gọi Ukraine đầu hàng kẻ xâm lược. Nhiều người ở Slovakia xấu hổ về quan điểm thân Nga của Phi Cầu. Đó là lý do tại sao mọi người kêu góp quyên tiền cho Ukraine. Zuzana Ikoka, người tổ chức đợt quyên góp cho biết, có hơn 30.000 người đã quyên góp tiền cho Ukraine trong khuôn khổ của chiến dịch này. Số tiền quyên góp trung bình là 64 euro mỗi người. Nga phát tín hiệu đưa thành phố lớn thứ hai Ukraine vào tầm ngắm Thưa quý vị, quan chức cấp cao của Nga dường như phát đi tín hiệu cho thấy Moscow có thể sớm mở cuộc tấn công vào Kharkov. Theo Business Insider, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như ám chỉ rằng Nga có ý định sẽ tấn công thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine. Điều này khiến ông trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của Điện Kremlin công khai xác định thành phố lớn thứ hai của Ukraine sẽ là mục tiêu tiềm năng, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Nga, ông Lavrov cho biết, Kharkov có vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tạo ra một vùng đệm phi quân sự để bảo vệ các khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Hồi tháng 3, Điện Kremlin cho biết cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine là tạo ra một vùng đệm nhằm đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của vũ khí Kiev. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nêu ra khả năng thành lập vùng đệm trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử vào hôm 17 tháng 3. Kharkov đã phải đối mặt với các cuộc tấn công dồn dập của Nga trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố và đánh sập nhiều công trình. Đại tá Andriy Zadubdini của lực lượng Khotysia của Ukraine hoạt động ở phía đông bắc cho biết, do là nằm gần với biên giới, khu vực Kharkov gần như bị Nga tấn công thường xuyên mỗi ngày bằng bom dẫn đường và tên lửa. Ông cho rằng các cuộc tấn công nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi sâu sắc trong người dân khu vực. Vào tháng 3, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky nói rằng ông không thể bỏ qua các thông tin về kế hoạch của Nga, tấn công Kharkov và quân đội của ông đang chuẩn bị cho kịch bản như vậy. Tình báo Anh hé lộ vụ Ukraine bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga Thưa quý vị, cơ quan tình báo quốc phòng Anh đã nghiên cứu các báo cáo về vụ bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 vào hôm 19 tháng 4 Hãng tin Pravda châu Âu của Ukraine dẫn đánh giá của cơ quan tình báo quốc phòng Anh vào ngày 20 tháng 4 cho biết, gần như chắc chắn rằng các báo cáo về việc Kiev sử dụng tên lửa S-200 bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 là đúng, và đó là một cuộc tấn công thành công khác của Ukraine nhằm vào lực lượng không quân Nga. Tên lửa này có thể giống với vũ khí được sử dụng để bắn hạ máy bay phát hiện radar tầm xa A-50 Mainstay của Nga vào ngày 23 tháng 2 2024. Báo cáo của cơ quan an ninh tình báo quốc phòng Anh nêu rõ, như vậy đây là lần đầu tiên một máy bay ném bom chiến lược bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Báo cáo cho biết, Nga đã chịu nhiều tổn thất về máy bay chiến đấu cánh cố định cho đến nay. Theo viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Nga được cho là có khoảng 60 máy bay ném bom chiến lược Tu-22 tính đến năm 2023. Trước đó, vào hôm 19 tháng 4, một máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược tầm xa Tu-22M3 đã bị rơi ở vùng Stavropol của Nga. Theo Pravda, Nga sử dụng những máy bay này để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Trung tướng Mykola Ometschuk, tư lệnh không quân Ukraine cho biết, lực lượng không quân và tình báo quốc phòng nước này đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga mang tên lửa hành trình KH-22, về phần mình, Kirilo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR tiết lộ, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong một tuần trước khi máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga bị bắn rơi. Người phát ngôn của GUR Andriy Yusuf tuyên bố rằng, việc Tu-23M3 bị bắn rơi đã buộc một chiếc Tu-22M3 khác của Nga phải rút khỏi nhiệm vụ và lưu ý rằng Moscow đang phải đối mặt với thực tế là không thể sản xuất máy bay ném bom Tu-22M3 mới. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận vụ tai nạn máy bay Tu-22M3 nhưng cho rằng đó là do trục trặc kỹ thuật, chứ không phải là do lực lượng Ukraine bắn hạ. Các quan chức của vùng Stavropol xác nhận rằng vụ tai nạn đã khiến một phi công nga thiệt mạng và gây thương tích, không nguy hiểm đến tính mạng của hai phi công khác, trong khi thành viên phi hành đoàn thứ tư vẫn đang mất tích. Hello danh sách vũ khí khủng, Mỹ sắp chuyển Ukraine với giá trị hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo The New York Times, hoạt động cung cấp khí tài Mỹ cho Ukraine có thể khôi phục ngay sau khi dự luật viện trợ nước ngoài 95 tỷ đô la Mỹ được ký ban hành. Viện trợ Ukraine vào khoảng hơn 60 tỷ đô la Mỹ sẽ được dùng để bổ sung kho dự trữ quốc phòng Mỹ và mua sắm hàng loạt hệ thống phòng thủ mà phía Kiev đang rất cần. Ngay sau khi Hạ viện phê duyệt dự luật, Tổng thống Joe Biden lập tức kêu gọi Thượng viện sớm bỏ phiếu thông qua. Chưa rõ là Mỹ sẽ cung cấp những khí tài gì Tuy nhiên, phát ngôn viên ngũ giác đài Patrick Ryder vào ngày 18 tháng 4 từng nói họ dự định chuyển giao thêm đạn dược phòng không cùng đạn pháo. Chúng tôi có mạng lưới hậu cần mạnh, cho phép vận chuyển vật tư rất nhanh như đã làm trước đây. Việc vận chuyển chỉ mất vài ngày, theo ông Ryder. Hoạt động cung cấp khí tài bằng máy bay hoặc tàu Mỹ thường do Bộ Tư lệnh Vận tải Trancom sắp xếp. Đơn vị này nằm trong tay các cơ sở dữ liệu của hàng loạt cảng hàng hóa, đường sắt, đường bộ, có thể được sử dụng bởi phương tiện dân sự lẫn phương tiện quân sự trên toàn thế giới. Một nguồn cung vũ khí cùng đạn dược khác là kho khí tại Mỹ đặt tại châu Âu, công tác vận chuyển do nhóm hỗ trợ an ninh Ukraine thành lập vào cuối năm 2022 với khoảng 300 nhân sự phụ trách điều phối. Từ tháng 8/2021 đến nay, Mỹ đã 55 lần dùng đến quyền điều chỉnh nguồn lực của Tổng thống PDA chuyển giao khí tài sẵn có trong kho dự trữ, gồm phương tiện mọc thép, đạn dược, máy bay không người lái UAV cùng nhiều trang bị khác. Số khí tài cung cấp có tổng giá trị ít nhất 26,3 tỷ đô la Mỹ. Gói viện trợ gần nhất vào ngày 12 tháng 3 trị giá 300 triệu đô la Mỹ, cung cấp tên lửa phòng không Stinger, đạn pháo HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, súng chống tăng AT-4, đạn cho vũ khí cá nhân, vũ khí phá hủy vật cản, phụ trùng lẫn trang bị, phụ trợ. Về khả năng cung cấp tên lửa dẫn đường ATACMS, ông Ryder không xác nhận, nhưng cũng không loại bỏ khả năng Mỹ chuyển giao thêm. ATACMS được phát triển vào những năm 1980 để tiêu diệt mục tiêu giá trị cao của Liên Xô nằm sâu sau chiến tuyến. Đây là tên lửa dẫn đường hiếm hoi trong thời kỳ. Mỹ chủ yếu dựa vào vũ khí không dẫn đường tấn công mục tiêu trên mặt đất. Ngày nay, Mỹ sở hữu hai phiên bản ATACMS, loại mang bom chùm và loại mang một đầu đạn. Washington thường chỉ cung cấp cho đồng minh loại ATACMS MS phiên bản đầu đạn, vì phiên bản mang bom chùm có sức công phá lớn, mỗi quả trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ. ATACMS MS mà Mỹ viện trợ cho Ukraine năm ngoái có tầm bắn 165 km, tương thích với hệ thống pháo HIMARS, dễ dàng tiêu diệt mục tiêu, sở chỉ huy, kho đạn dược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Số lượng ATACMS MS trong kho khí tại Mỹ hiện không còn nhiều và được dành cho trường hợp chiến tranh lớn với Nga. Triều Tiên hay Trung Quốc nổ ra. Tuy nhiên, khi ngũ giác đài bắt đầu nhận tên lửa tấn công chính xác PRSM tân tiến hơn thì họ có thể cung cấp tên lửa Attack MS cho Ukraine. Vào ngày 17 tháng 4, Lockheed Martin, đơn vị sản xuất cả Attack MS lẫn PRSM cho biết vào năm ngoái, hãng đã giao bốn quả PRSM đầu tiên cho lục quân Mỹ. Tháng 3 năm nay, họ ký hợp đồng giao thêm nhiều tên lửa nữa. Để khôi phục hoạt động cung cấp, Mỹ phải đẩy nhanh quá trình sản xuất đạn dược mà Ukraine cần, đặc biệt là đạn pháo 155mm. Hiện tại, thời gian sản xuất đạn pháo tại Mỹ là khoảng vài tuần. Công ty General Dynamics đang mở thêm nhà máy nhằm tăng cường vỏ đạn. Lục quân Mỹ cho biết sản lượng đã tăng từ 14.000 đến 30.000 quả mỗi tháng. Mục tiêu đến năm 2025 đạt 100.000 quả mỗi tháng. HIMARS, sang phản căn cứ đầu não Nga ở Bắc Mốt, 8 sĩ quan cấp cao cùng hàng chục lính của trung đoàn dù 331 thiệt mạng. Thưa quý vị, thông tin đã xuất hiện trên Internet về những tổn thất đáng kể không thể khắc phục được của lực lượng chiếm đóng ở Bắc Mốt do đạn pháo HIMARS bắn trúng sở chỉ huy của đối phương. Chúng ta đang nói về việc Ukraine đã tiêu diệt các sĩ quan của trung đoàn nhảy dù 331 thuộc sư đoàn dù 98, đơn vị quân đội 71211 Kostroma tại thành phố Bakhmut, vùng Donetsk. Nhà báo quân sự Necromancer đã báo cáo điều này trên trang của mình trên mạng xã hội X trước đây là Twitter, trích dẫn các nguồn trên Telegram. Vì vậy, cần lưu ý rằng các sĩ quan Nga đã thiệt mạng cho cuộc tấn công chính xác vào sở chỉ huy của sư đoàn dụ 331. Điều này xảy ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Và cũng cần lưu ý rằng trước cuộc tấn công, sở chỉ huy làm một tòa nhà hành chính hai tầng ở trung tâm thành phố. Cuộc tấn công được thực hiện bằng cách phóng hai tên lửa từ hệ thống HIMARS. Được biết, do một cuộc tấn công chính xác từ hệ thống trên, tám sĩ quan cùng hàng chục lính dù của trung đoàn đã thiệt mạng. Trong số đó có trưởng trinh sát của trung đoàn Star Tarin, chỉ huy trưởng pháo binh của trung đoàn Prokopiev, trưởng phòng liên lạc của trung đoàn Kotov, đồng thời là trợ lý cấp cao của tham mưu trưởng trung đoàn Pan Số người bị thương do cuộc tấn công do quân đội Ukraine thực hiện chưa được báo cáo. Cuối cùng thông báo cho biết sở chỉ huy bị phá hủy làm mới. Quân nhân chuyên nghiệp của Nga đã đến đó chỉ một tuần trước cuộc tấn công. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư hdnews btv .com, com một lần nữa thì đội ngũ chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả còn bây giờ thì giai kỳ xin chào và gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo